Thanh Tùng và Thúy Anh xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể các quý vị đại biểu, quý vị khách quý đang có mặt tham dự lễ trao giải các cuộc thi giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng đảng mang tên Búa Liềm Vàng lần thứ 6 năm 2021, giải báo chí với công tác tuyên truyền, đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí lần thứ nhất năm 2021. Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng Bộ Tỉnh và ra mắt 5 tập văn kiện Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai toàn tập khóa 15 ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng Bộ các cấp, thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Bộ Tỉnh, mùng 5 tháng 3 năm 1947, mùng 5 tháng 3 năm 2022, nhằm thu hút sự quan tâm và nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tuyên truyền, đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tỉnh ủy Lào Cai đã phát động cuộc thi giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng Đảng mang tên Búa Liềm Vàng lần thứ 6 năm 2021, giải báo chí với công tác tuyên truyền, đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí tỉnh Lào Cai lần thứ nhất năm 2021, giải cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng Bộ tỉnh Lào Cai. Trong không khí toàn Đảng Bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Bộ tỉnh mùng 5 tháng 3 năm 1947, mùng 5 tháng 3 năm 2022, để tổng kết đánh giá những kết quả đã đạt được, hôm nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức lễ trao giải cuộc thi giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên Búa Liềm Vàng lần thứ 6 năm 2021, giải báo chí với công tác tuyên truyền, đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí lần thứ nhất năm 2021 và cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng Bộ tỉnh Lào Cai. Và cùng với đó chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Bộ tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức ra mắt 5 tập văn kiện Đảng Bộ tỉnh Lào Cai từ tập 28 đến tập 32. Đến dự lễ trao giải ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các quý vị đại biểu khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Lào Cai. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Lào Cai. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Giang Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến dự với lễ trao giải cuộc thi ngày hôm nay còn có các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo ngành trong khối tuyên truyền, thường trực các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, thành viên ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký, đại diện các tập thể cá nhân đoạt giải và được khen thưởng. Một lần nữa xin được nhiệt liệt chào đón các quý vị. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, sau hơn 3 năm thực hiện chỉ thị 20 ngày 18 tháng 1 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, tỉnh Lào Cai đã xuất bản được gần 300 công trình lịch sử từ cấp xã, cấp huyện đến các sở ban ngành, mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội tỉnh Lào Cai. Trong những công trình lịch sử có giá trị của tỉnh đã xuất bản phải kể đến 32 tập văn kiện Đảng Bộ tỉnh Lào Cai toàn tập. Đây là bộ văn kiện có tính hệ thống, toàn diện, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc và có giá trị về mặt lý luận, khoa học, thực tiễn sâu sắc. Tính đến hết năm 2021, Lào Cai là tỉnh duy nhất trong cả nước ban hành được bộ văn kiện này. Bộ văn kiện Đảng Bộ tỉnh Lào Cai toàn tập với những kinh nghiệm quý, rút ra tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Bộ tỉnh qua mỗi chặng đường lịch sử, đồng thời thể hiện được bước phát triển về tư duy lý luận của Đảng Bộ tỉnh qua thực tiễn lịch sử. Mặt khác, bộ văn kiện còn là nguồn tư liệu quý, giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế, hiểu thêm về lịch sử vẻ vang của Đảng Bộ tỉnh Lào Cai qua 75 năm xây dựng và trưởng thành. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời các đồng chí lãnh đạo sẽ lên thực hiện nghi thức ra mắt 5 tập văn kiện Đảng Bộ tỉnh Lào Cai toàn tập khóa 15 từ tập 28 đến tập 32. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Lào Cai năm 2021. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đồng chí Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy.
Phó trưởng ban tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Lào Cai năm 2021. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kính thưa quý vị, Bộ Văn kiện là tài liệu gốc không chỉ có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc mà còn có giá trị về mặt lý luận, thực tiễn to lớn trong công tác nghiên cứu, hoạch định chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Đảng bộ tỉnh trong những giai đoạn tiếp theo. Bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh Lào Cai toàn tập với những kinh nghiệm quý báu rút ra tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh qua mỗi chặng đường lịch sử, đồng thời thể hiện được bước phát triển về tư duy lý luận của Đảng bộ tỉnh qua thực tiễn lịch sử. Việc tổ chức nghiên cứu biên soạn Bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh toàn tập được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, bảo đảm yêu cầu, quy chuẩn của một công trình khoa học. Bộ Văn kiện gồm 32 tập với trên 3.500 danh mục tài liệu, tương đương với trên 40.200 trang. Bình quân mỗi tập dài khoảng 1.200 đến 1.500 trang. Năm 2021, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành kế hoạch xây dựng Văn kiện Đảng bộ tỉnh Lào Cai toàn tập khóa 15 gồm 5 tập, dung lượng gần 7.200 trang. Đến tháng 2 năm 2022 đã hoàn thành xong bản thảo và đến nay đã xuất bản, ra mắt đúng vào dịp Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, mùng 5 tháng 3 năm 1947, mùng 5 tháng 3 năm 2022. Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho sự kiện này ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, sau một thời gian phát động, các cuộc thi đã thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, phóng viên, nhà báo, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia. Và đặc biệt, cuộc thi Giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng Đảng năm 2021 đã thành công rực rỡ. Các tác phẩm dự thi không chỉ đạt giải của tỉnh mà còn vinh dự đạt một giải A, một giải C, một tác phẩm lọt vào vòng chung khảo và một bằng khen cho tập thể Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai có thành tích trong công tác tuyên truyền tại Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, Giải thưởng Búa Liềm Vàng lần thứ 6 năm 2021 do Ban tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Và với cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã thể hiện sự đổi mới, sáng tạo của Tỉnh ủy Lào Cai trong việc thực hiện ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và việc tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng bộ tỉnh, góp phần ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang, thành tựu to lớn toàn diện của Đảng bộ tỉnh Lào Cai qua 75 năm xây dựng và phát triển, nâng cao lòng tự hào dân tộc và niềm tin sâu sắc và sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quyết tâm xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng giàu đẹp, văn minh. Kính thưa quý vị, kết quả từ 3 cuộc thi nêu trên là sự kết tinh lao động sáng tạo của đội ngũ phóng viên, nhà báo, văn nghệ sĩ, cán bộ công chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đối với công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tuyên truyền, đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao niềm tự hào về truyền thống đảng bộ trong mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân, phấn đấu xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành điểm sáng của vùng Tây Bắc của Tổ quốc, sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa Lào Cai trở thành một tỉnh phát triển của cả nước. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, do điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trong buổi lễ hôm nay, Tỉnh ủy lựa chọn và trao giải cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải A, B và C, các tập thể cá nhân được khen thưởng. Đối với các tác giả, nhóm tác giả đạt giải khuyến khích, Tỉnh ủy ủy quyền cho Ban tuyên giáo Tỉnh ủy chuyển cho các cơ quan, đơn vị liên quan để trao cho các tác giả. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý sẽ cùng hướng lên màn hình để theo dõi báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện các giải thưởng của cuộc thi. Những hình ảnh này có thể xem là một dấu mốc đặc biệt đối với hệ thống báo chí tỉnh Lào Cai. Lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng, giải thưởng uy tín mang tên Búa Liềm Vàng, Lào Cai là một trong những đơn vị dự thi để lại dấu ấn sâu sắc nhất với một giải A, một giải C và giải thưởng dành cho tập thể dự thi xuất sắc. Thành quả đó không đến một cách tự nhiên mà từ sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của Đảng bộ tỉnh đối với hoạt động báo chí trong cả một quá trình dài. Thực sự xem báo chí là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là công cụ hữu ích trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, từ đó tạo nguồn động lực, thúc đẩy, khích lệ các cơ quan báo chí và mỗi nhà báo thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, không ngại dấn thân để tạo ra những tác phẩm báo chí có giá trị cao, phục vụ cho sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Cũng trong năm 2021 vừa qua, công tác tuyên truyền quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng và giáo dục truyền thống có nhiều đổi mới sáng tạo.
trong đó nổi bật nhất là việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, nghị quyết và các sự kiện lớn của tỉnh qua Internet, thu hút hàng trăm nghìn lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia, tạo nên những đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, rộng khắp và có sức lan tỏa lớn. Giải báo chí viết về chủ đề xây dựng đảng, giải Búa Liềm Vàng được tỉnh ủy Lào Cai tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 2016. Sau 6 năm tổ chức, giải thưởng này ngày càng khẳng định được uy tín, mở rộng về quy mô và chất lượng được nâng lên rõ rệt sau mỗi mùa giải. Sự ra đời và tác động của giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng đảng, giải Búa Liềm Vàng cùng những chất liệu phong phú từ thực tiễn công tác xây dựng đảng ở địa phương đã thổi luồng sinh khí mới, thắp lên niềm cảm hứng say mê trong sáng tạo các tác phẩm báo chí tuyên truyền về công tác xây dựng đảng ở mỗi nhà báo. Hiếm có giải báo chí nào huy động được sự vào cuộc và phối hợp nhịp nhàng, bài bản trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện ở các cấp ủy đảng và các cơ quan báo chí như giải Búa Liềm Vàng. Lào Cai ngay từ đầu năm đã triển khai sâu rộng tới tất cả các cái phóng viên báo chí, kể cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên, các đồng chí thường trực tỉnh ủy cũng đã gợi ý, gợi mở làm thế nào đó để các cái tác phẩm nó đi vào thực chất. Đồng thời là ban tuyên giáo cũng như là đài phát thanh truyền hình báo Lào Cai rồi các cơ quan báo chí đều phát động sâu rộng tới các hội viên của mình. Từ đó thì chúng tôi sẽ có được những cái tác phẩm và hay và phản ánh được cái hơi thở cuộc sống. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng, hội nhà báo và các cơ quan báo chí địa phương, số lượng các tác phẩm dự thi giải thưởng Búa Liềm Vàng ngày càng lớn, chất lượng các tác phẩm cũng không ngừng được nâng lên, có sự đầu tư công phu, nghiêm túc, kết tinh trí tuệ, trách nhiệm, nhiệt huyết của các cơ quan báo chí và cá nhân các tác giả, nhóm tác giả. Mùa giải năm 2021 đã có tổng số 324 tác phẩm tham gia dự thi. Qua sàng lọc, ban tổ chức đã lựa chọn được 166 tác phẩm vào chấm vòng sơ khảo. Đây đều là những tác phẩm có chất lượng, mang hơi thở cuộc sống, phản ánh sinh động về công tác xây dựng đảng ở cơ sở. Việc có nhiều tác phẩm tham gia dự thi đã khẳng định sức hút của mảng đề tài về công tác xây dựng đảng đối với hoạt động báo chí, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các cơ quan báo chí và mỗi nhà báo đối với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng ở địa phương. Các tác phẩm báo chí tham dự giải đa dạng về thể loại, phong phú về chủ đề, phản ánh toàn cảnh công tác xây dựng đảng ở khắp các vùng miền, lĩnh vực, hài hòa giữa xây và chống, vừa phản ánh khuyến khích mô hình mới, cách làm hay, cổ vũ, tôn vinh các điển hình tiên tiến, vừa tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, góp phần vào công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với đảng. Chính sự lan tỏa toàn diện đến tất cả các lĩnh vực của công tác xây dựng đảng đã góp phần làm sống động và hấp dẫn mảng đề tài vốn được cho là khó, khô khan trong cách thể hiện. Ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi đã làm việc tích cực, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, chọn ra các tác phẩm có chất lượng nhất để trao giải. 40 tác phẩm xuất sắc, 5 giải chuyên đề đã được lựa chọn. Ngoài ra còn có 1 nhà báo được vinh danh, 3 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phát động, tuyên truyền và tham gia giải đạt chất lượng tốt được khen thưởng. Tiêu biểu nhất trong các tác phẩm đạt giải kỳ này phải kể đến tác phẩm Khơi lên khát vọng Tả Phìn của nhóm tác giả Thu Hiền, Lê Liên, Thế Long, đơn vị đài phát thanh truyền hình Lào Cai. Đây là câu chuyện về bí thư đảng ủy xã Tả Phìn, thị xã Sapa, Đỗ Minh Chí. Trong 6 năm kể từ khi được luân chuyển về địa phương, trải qua các cương vị, chủ tịch, rồi bí thư đảng ủy xã, ông Đỗ Minh Chí đã cùng với tập thể cấp ủy địa phương giải quyết thành công những vấn đề nổi cộm, tăng cường khối đoàn kết giữa các dân tộc, từ đó khơi lên khát vọng xây dựng quê hương Tả Phìn ngày càng giàu, đẹp trong mỗi người dân. Qua cái tác phẩm này thì mình cũng như là nhóm tác giả thì muốn truyền một cái thông điệp là cái việc mà lan tỏa cái tinh thần trách nhiệm cũng như cái trí tuệ và cái sự hết mình vì dân của những đảng viên, đặc biệt là đảng viên ở cơ sở thì đã có những cái sức lan tỏa cũng như là giúp cho cái vùng đất nghèo mà khơi lên được khát vọng làm giàu của mỗi người dân. Những tác phẩm xuất sắc nhất trong cuộc thi cấp tỉnh đã được ban tổ chức lựa chọn gửi dự thi giải Búa Liềm Vàng toàn quốc năm 2021. Kết quả,
khơi lên khát vọng Tà Phìn, được ban tổ chức, ban giám khảo đánh giá rất cao và lựa chọn trao giải A thể loại báo chí phát thanh, tác phẩm Ánh sáng, niềm tin của Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Truyền thông huyện Bảo Yên và Đài phát thanh truyền hình Lào Cai đạt giải C, thể loại báo truyền hình. Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai cũng được vinh danh là tập thể có thành tích tốt nhất. Với kết quả này, Lào Cai trở thành địa phương có thành tích xuất sắc nhất tại giải Búa Liềm Vàng toàn quốc năm nay. Việc một nhóm tác giả của Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông cấp huyện phối hợp với Đài tỉnh thực hiện được tác phẩm đạt giải quốc gia cũng là kết quả rất hiếm gặp. Tác phẩm phản ánh về bản chất lừa gạt cũng như hậu quả bi kịch đem lại của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Bình đối với một bộ phận nhỏ đồng bào các dân tộc thiểu số tại bản Mo 3, xã Sơn Hòa, huyện Bảo Yên, khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề tôn giáo, đó là tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, kiên quyết đấu tranh với các âm mưu thủ đoạn nhằm lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá Đảng, chống phá công cuộc đổi mới xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Năm 2021 cũng là năm đầu tiên giải báo chí toàn tỉnh về phòng chống tham nhũng lãng phí được tổ chức nhằm phát huy mạnh mẽ hơn nữa sự tham gia của báo chí vào công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Điều này cũng khẳng định quyết tâm của Đảng bộ tỉnh trong việc xây dựng chỉnh đốn Đảng, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị địa phương. Đối với hoạt động báo chí thì đây là một lĩnh vực rất nhạy cảm, khó thể hiện, thậm chí tiềm ẩn cả sự nguy hiểm đối với những người làm báo. Tuy nhiên, với bản lĩnh của mình, nhiều nhà báo đã thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm đối với Đảng thông qua những tác phẩm rất sắc sảo ở mảng đề tài này. Đã phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tiêu cực, qua đó cung cấp thêm một kênh thông tin đáng tin cậy để các cơ quan chức năng đưa những vụ việc sai phạm, khuất tất, gây bức xúc trong nhân dân ra ánh sáng và xử lý nghiêm minh. Với mỗi nhà báo thì chỉ có sự yêu nghề, tinh thần quyết tâm và lòng dũng cảm mới có thể giúp họ thực hiện được các tác phẩm có chất lượng cao về đề tài ở lĩnh vực này. Anh em đã phải sử dụng rất nhiều cái biện pháp nghiệp vụ của báo chí để mà khai thác cái thông tin, làm rõ những cái sai phạm đấy. Nếu mà ghi hình thì phải tập trung trong vòng khoảng hơn 2 tháng. Từ cái việc mà các cái xe nó hoạt động như thế nào, nắm được cái thời điểm, thời gian là một, thứ hai là đi lộ trình như thế nào, thứ ba là lấy được cái vé cân ấy thì mất rất nhiều thời gian. Trong năm đầu tiên tổ chức giải, ban tổ chức đã nhận được 53 tác phẩm dự thi. Sau vòng sơ loại, vòng chấm sơ khảo và trung khảo, ban giám khảo cuộc thi đã lựa chọn được 15 tác phẩm xuất sắc để trình ban tổ chức quyết định công nhận một giải A, một giải B, 3 giải C và 10 giải khuyến khích. Trong đó có những tác phẩm được thực hiện công phu và có sức lan tỏa lớn, nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng như Xe quá tải vượt rào vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Đơn vị quản lý bất lực, Bìa đỏ thật, Giá trị ảo, Phòng chống tham nhũng từ nhận thức đến hành động, Lãng phí từ các công trình không phát huy hiệu quả, Đâu là giải pháp. Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai, mùng 5 tháng 3 1947, mùng 5 tháng 3 2022 là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh tỉnh Lào Cai vừa trải qua 30 năm tái lập, đổi mới và phát triển, đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa to lớn, toàn diện, mang tính lịch sử, mở ra một tương lai tươi sáng cho Lào Cai trong hành trình trở thành tỉnh phát triển của đất nước. Để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Lào Cai hiểu biết sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong mỗi giai đoạn và trong cả tiến trình lịch sử kể từ khi thành lập đến nay, từ đó thêm tự hào về truyền thống đoàn kết, sáng tạo, vượt khó của Đảng bộ. Một tài sản quý giá đã và đang được trao truyền, bồi đắp qua nhiều thế hệ. Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tham mưu tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh. Cách tuyên truyền, giáo dục truyền thống đổi mới và sáng tạo này đã tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút tới trên 95.000 tài khoản tham gia với gần 3,4 triệu lượt bài thi. Đây là con số thực sự ấn tượng.
bởi tính trung bình thì mỗi người dân Lào Cai tham gia thi tới 4,6 lượt. Nhờ sự tiện dụng của hình thức thi qua Internet, nhiều cán bộ, đảng viên và người dân ở các khu vực vùng sâu, vùng xa đã tích cực tham gia dự thi, giúp lan tỏa niềm tự hào về lịch sử 75 năm vẻ vang của Đảng bộ tỉnh một cách sâu rộng và hiệu quả nhất. Chúng tôi thì còn ngày thì đi làm, cứ buổi tối thì hay làm vào buổi tối bài thi. Mình là một cái người đảng viên thì là mình được xem cái thông qua những cái tài liệu thì mình được hiểu biết để nâng cao kiến thức. Tôi thấy rất là hứng thú với cuộc thi này. Chúng tôi cũng tức là xác định cái ý thức tham gia để rồi là có những cái kênh thông tin và có những cái nội dung cơ bản để tức là truyền đạt lại đối với cái lớp thanh niên trẻ. Sau 3 tuần triển khai cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh, ban tổ chức cuộc thi đã tổng hợp, lựa chọn và quyết định trao giải cho 33 cá nhân và 7 tập thể. Thành công của các cuộc thi do Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức trong năm 2021 đã một lần nữa khẳng định quyết tâm của toàn Đảng bộ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sự đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Từ đó, góp phần khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, vượt khó trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quyết tâm xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển, một cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam, các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc. Quý vị vừa theo dõi báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện các giải thưởng cuộc thi sẽ trao giải trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời các quý vị đại biểu khách quý, các tác giả, nhóm tác giả sẽ cùng đến với phần trao giải của các cuộc thi. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần trao giải cuộc thi giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng Đảng giải Búa Liềm Vàng lần thứ 6 năm 2021. Trong số 324 tác phẩm dự thi, ban tổ chức đã lựa chọn được 40 tác phẩm đạt giải thưởng, gồm 2 giải A, 8 giải B, 10 giải C, 20 giải khuyến khích, 5 giải chuyên đề, 4 cá nhân tiêu biểu xuất sắc, vinh danh 1 nhà báo tiêu biểu, 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền và tham dự giải. Ngay sau đây chúng tôi xin mời các tác giả đại diện nhóm tác giả đoạt giải C, cuộc thi giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng Đảng mang tên Búa Liềm Vàng sẽ lên sân khấu. Xin được chúc mừng tác giả Phạm Quỳnh, đơn vị Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông thị xã Sapa với phóng sự Kinh nghiệm phát triển đảng viên tại chi bộ nơi có 99% dân tộc Mông. Kính thưa quý vị, và ngay khi chúng tôi đọc tên tới tác giả và đại diện nhóm tác giả nào xin mời sẽ di chuyển lên sân khấu ạ. Xin được chúc mừng tác giả Hồ Phương Lê Liên với tác phẩm Tổ tuyên vận đồng thuận từ mỗi bản làng, thể loại phóng sự, đơn vị Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Lào Cai. Xin được chúc mừng nhóm tác giả Tô Dung Tuấn Ngọc, đơn vị báo Lào Cai với tác phẩm Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công, thể loại phóng sự. Xin được chúc mừng tác giả Mạnh Dũng với tác phẩm Bảo Yên tin dùng cán bộ trẻ, thể loại phóng sự, đơn vị báo Lào Cai. Xin được chúc mừng tác giả Nguyễn Văn Tông, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai với tác phẩm Dấu ấn Bùi Quang Vinh, thể loại ghi chép. Xin được chúc mừng tác giả Nguyễn Trọng Mạch với tác phẩm Cây sáng kiến nơi đầu nguồn sông chảy, thể loại ghi chép, đơn vị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Xin được chúc mừng nhóm tác giả Thu Hường Nông Quý, đơn vị Đài phát thanh truyền hình Lào Cai với tác phẩm Quê giàu mới giữ được người, thể loại phóng sự. Xin được chúc mừng nhóm tác giả Trần Duy Trinh, Thanh Nga, Duy Phong, Linh Nga, Huyền Trang, đơn vị Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bảo Thắng với tác phẩm Người giao khởi khe vững tin theo Đảng, thể loại phóng sự. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu nhóm tác giả Ngọc Hà, Nông Quý, Xuân Anh, đơn vị Đài phát thanh truyền hình tỉnh Lào Cai với tác phẩm Nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 chắp cánh cho nông nghiệp nông thôn phát triển, thể loại phim tài liệu. Xin được chúc mừng tác giả Lưu Liên, đơn vị Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bát Sát với tác phẩm Hiệu quả từ chủ trương phân công đảng viên phụ trách giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ, thể loại phát thanh. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đỗ Đức Liệu, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Ban tổ chức, Ban chấm trung khảo sẽ lên trao giải C, cuộc thi giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng Đảng Búa Liềm Vàng lần thứ 6 năm 2021 cho các tác giả.
Xin được cảm ơn đồng chí Đỗ Đức Liệu và xin chúc mừng các tác giả và đại diện nhóm tác giả. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời các tác giả, đại diện nhóm tác giả đạt giải B cuộc thi giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng đảng mang tên Búa Liềm Vàng sẽ lên sân khấu. Xin được chúc mừng nhóm tác giả Thanh Nam, Thanh Cường, Tuấn Ngọc, đơn vị báo Lào Cai với tác phẩm Ủ Than Nóng, Nung Lửa Hồng, thể loại phóng sự. Xin được chúc mừng nhóm tác giả Trần Tuấn Ngọc, Quỳnh Trang, đơn vị báo Lào Cai với tác phẩm Vẹn Tròn Với Đảng, Với Nhân Dân, thể loại phóng sự. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu đại diện nhóm tác giả Thanh Sơn, Xuân Anh, Quỳnh Chi, Văn Miên, đơn vị Đài Phát Thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai với tác phẩm Lào Cai, dấu ấn 30 năm nỗ lực xây dựng đảng và hệ thống chính trị, thể loại phóng sự. Xin được chúc mừng nhóm tác giả Trọng Điểm, Hồng Thuận, Hoàng Duy, Bích Quyên, đơn vị Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bảo Yên với tác phẩm Ánh sáng niềm tin, tìm lại bình yên, thể loại phóng sự. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu tác giả Cao Cường, đơn vị báo Lào Cai với tác phẩm Cấp ủy tham gia dân vận, dự án đầu tư, cách làm mới ở Sapa, thể loại phóng sự. Xin được chúc mừng tác phẩm Hành trình xóa trắng đảng viên dân tộc rất ít người, thể loại phóng sự của nhóm tác giả Hoàng Thương, Vân Thảo, đơn vị báo Lào Cai. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu đại diện nhóm tác giả Thu Hường, Hùng Cường, Nông Quý, đơn vị Đài Phát Thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai với tác phẩm phim tài liệu Học tập và làm theo Bác, những điển hình lan tỏa. Xin được chúc mừng nhóm tác giả Hải Anh, Trường Giang, Vũ Trung Hiếu, Nguyễn Quốc Dũng, Phan Văn Hiệp với tác phẩm Lào Cai 30 năm, ngày ấy và bây giờ, thể loại phim tài liệu, đơn vị Đài Phát Thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đã có tác phẩm đạt giải B giải báo chí về xây dựng đảng tỉnh Lào Cai. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Trường Giang, Tổng biên tập báo Lào Cai, thành viên ban chấm sơ khảo sẽ lên trao giải B cuộc thi báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng đảng Búa Liềm Vàng lần thứ 6 năm 2021. Xin trân trọng kính mời. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Trường Giang và xin chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải Búa Liềm Vàng năm 2021. Kính thưa quý vị và tiếp theo chương trình, xin mời các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A cuộc thi giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng đảng giải Búa Liềm Vàng sẽ lên sân khấu để nhận giải thưởng. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu đại diện nhóm tác giả Lê Liên, Thu Hiền, đơn vị Đài Phát Thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai với tác phẩm Khơi Lên Khát Vọng Tả Phìn, thể loại phóng sự. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu đại diện nhóm tác giả Phạm Vũ Sơn, Nguyễn Thành Phú, đơn vị báo Lào Cai với tác phẩm Sắp xếp bộ máy chính quyền cấp xã, chật rộng chiếc áo cơ chế, thể loại phóng sự. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho các tác giả và nhóm tác giả đã đạt giải A. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức giải báo chí về xây dựng đảng tỉnh Lào Cai năm 2021 sẽ lên trao giải A cho các tác giả. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Vũ Xuân Cường và xin được chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả. Kính thưa các quý vị đại biểu, giải báo chí về xây dựng đảng năm 2021 đã có nhiều tác phẩm đạt giải chuyên đề. Tuy nhiên, do điều kiện không cho phép, trong buổi lễ ngày hôm nay, tỉnh ủy lựa chọn trao đại diện một giải chuyên đề nhà báo tiêu biểu. Và ngay sau đây chúng tôi xin kính mời lên sân khấu nhà báo Tuấn Ngọc, đơn vị báo Lào Cai sẽ lên nhận giải chuyên đề nhà báo tiêu biểu. Xin mời nhà báo. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng ban tổ chức giải báo chí về xây dựng đảng sẽ lên trao giải cho nhà báo Tuấn Ngọc.
Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Toàn Thắng và xin chúc mừng nhà báo Tuấn Ngọc. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, tiếp theo sẽ là phần trao giải cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền và tham dự giải Búa Liềm Vàng lần thứ 6 năm 2021. Và ngay sau đây chúng tôi xin mời lên sân khấu đại diện của các tập thể, đơn vị có tên sau. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Xin chúc mừng và mời lên sân khấu đại diện Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu đại diện Đảng bộ huyện Bảo Yên. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Lào Cai năm 2021 sẽ lên trao giải cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền và tham dự giải Búa Liềm Vàng lần thứ 6 năm 2021. Trân trọng cảm ơn đồng chí Vũ Xuân Cường và xin được chúc mừng các tập thể. Tiếp theo chương trình, xin mời các quý vị đại biểu khách quý và các tác giả sẽ cùng đến với phần trao giải giải báo chí với công tác tuyên truyền đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí lần thứ nhất năm 2021. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, giải báo chí với công tác tuyên truyền đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí lần thứ nhất năm 2021 có 53 tác phẩm tham gia. Và ban tổ chức đã lựa chọn được 15 tác phẩm đạt giải thưởng, gồm 1 giải A, 1 giải B, 3 giải C, 10 giải khuyến khích, 4 giải chuyên đề và 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền và tham dự giải. Và ngay sau đây chúng tôi xin mời các tác giả đại diện nhóm tác giả có tên sẽ lên sân khấu để nhận giải C, giải báo chí về phòng chống tham nhũng. Xin được chúc mừng tác giả Phùng Nam Trung, đơn vị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai với tác phẩm Phòng chống tham nhũng từ nhận thức đến hành động, thể loại báo điện tử. Xin được chúc mừng tác giả Cao Cường, báo Lào Cai với tác phẩm Công tác phòng chống tham nhũng tại thị xã Sapa, thể loại báo in. Xin được chúc mừng tác giả Vũ Thanh Nam, Trương Thúy Phượng, đơn vị báo Lào Cai với tác phẩm Những vùng chè 30 bỏ thì thương, thể loại báo in. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu đồng chí Vũ Văn Bình, Phó trưởng ban nội chính tỉnh ủy, thành viên ban tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Lào Cai năm 2021 sẽ lên trao giải C, giải báo chí với công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tỉnh Lào Cai lần thứ nhất. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí lãnh đạo và xin chúc mừng các tác giả. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được chúc mừng và mời lên sân khấu tác giả Trung Kiên Tuấn Nam, đơn vị Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai với tác phẩm Bìa đỏ thật, giá trị ảo, thể loại phóng sự truyền hình, đã giành giải B, giải báo chí với công tác tuyên truyền đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tỉnh Lào Cai lần thứ nhất năm 2021. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu đồng chí Nguyễn Thị Hải Anh, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai, thành viên ban tổ chức, sẽ lên trao giải B, giải báo chí với công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí lần thứ nhất năm 2021. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Hải Anh và xin được chúc mừng nhóm tác giả Trung Kiên Tuấn Nam. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được chúc mừng và mời lên sân khấu nhóm tác giả Phạm Vũ Sơn, Thành Phú, Tất Đạt, đơn vị báo Lào Cai với tác phẩm Xe quá tải vượt rào vào cao tốc Nội Bài Lào Cai, đơn vị quản lý bất lực, thể loại báo điện tử gồm 3 kỳ, đã xuất sắc đạt giải A, giải báo chí với công tác tuyên truyền đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tỉnh Lào Cai lần thứ nhất năm 2021. Ngay sau đây xin mời đại diện của nhóm tác giả sẽ lên sân khấu để nhận giải. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức sẽ lên trao giải A, giải báo chí với công tác tuyên truyền đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí lần thứ nhất. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Vũ Xuân Cường.
Kính thưa các quý vị, tiếp theo là phần trao giải cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền và tham dự giải báo chí với công tác tuyên truyền đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tỉnh Lào Cai lần thứ nhất năm 2021. Chúng tôi xin được chúc mừng và mời lên sân khấu đại diện các tập thể. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu đại diện Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu đại diện báo Lào Cai. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu đại diện Đảng bộ thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ lên trao giải cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Giàng Thị Dung và xin chúc mừng các tập thể. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, và tiếp nối chương trình ngày hôm nay sẽ là phần trao giải thưởng cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Trải qua 3 tuần thi, cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh đã thu hút hàng nghìn lượt người dự thi thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia. Và kết quả thì ban tổ chức đã trao giải là 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba, 15 giải khuyến khích và 7 giải tập thể. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần trao giải 3 cho các tác giả đạt giải. Chúng tôi xin được mời lên sân khấu và chúc mừng bà Ngô Thị Thu Giang, cán bộ địa chính xã A Mù Sung, huyện Bát Sát. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu bà Lý Mùi Triệp, xã Rèn Sáng, huyện Bát Sát. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu ông Nguyễn Trọng Tuyến, cán bộ trạm y tế thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương. Xin được chúc mừng bà Bùi Thị Quỳnh Ngân, chi bộ trung tâm dịch vụ nông nghiệp Đảng bộ huyện Bảo Thắng. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu bà Lê Thị Hằng, giáo viên trường mầm non xã Cốc Mì, huyện Bát Sát. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu bà Nguyễn Hà Trang, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu bà Tần Thị Tâm, giáo viên trường mầm non xã Cốc Mì, huyện Bát Sát. Xin chúc mừng và mời lên sân khấu bà Lê Thị Hằng, giáo viên trường mầm non xã Cốc Mì, huyện Bát Sát. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu đại diện trường tiểu học số 1 xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu đồng chí Đặng Viết Xuyên, phó tổng biên tập báo Lào Cai, thành viên ban tổ chức sẽ lên trao giải 3 của cả 3 đợt cho các cá nhân đạt giải. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Đặng Viết Xuyên và xin được chúc mừng các cá nhân. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời lên sân khấu các cá nhân đoạt giải nhì của cuộc thi. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu ông Nguyễn Hữu Hưng, giáo viên trường trung học cơ sở số 1 xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên. Xin được mời lên sân khấu bà Nguyễn Thị Nga, giáo viên trường mầm non xã Cốc Mì, huyện Bát Sát. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu ông Trịnh Giang Nam, phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Bảo Thắng. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu ông Ngô Hoàng Hiệp, chi bộ thôn Làng Bạc, Đảng bộ xã Xuân Quang, Đảng bộ huyện Bảo Thắng. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu bà Bùi Thị Kim Phương, giáo viên trường tiểu học số 1 xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, giáo viên trường mầm non xã Cốc Mì, huyện Bát Sát. Ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu đồng chí Đỗ Đức Liệu, phó trưởng ban tuyên giáo sẽ lên trao giải nhì của 3 đợt cho cá nhân đoạt giải. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Đỗ Đức Liệu và xin chúc mừng các tác giả. Và tiếp tục, chúng tôi xin mời lên sân khấu các tác giả đã đạt giải nhất của cuộc thi. Xin được chúc mừng bà Mai Thị Hoài Linh,
công chức tư pháp xã A Mú Sung, huyện Bát Sát. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu bà Phạm Thị Hưởng, chi bộ Sơn Đạo 3, Đảng bộ phường Cốc Lếu, Đảng bộ thành phố Lào Cai. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu ông Ngô Hoàng Hiệp, chi bộ thôn Làng Bạc, Đảng bộ xã Xuân Quang, Đảng bộ huyện Bảo Thắng. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ lên trao giải nhất của cả 3 đợt cho các cá nhân đạt giải. Xin trân trọng kính mời. Xin được chúc mừng các tác giả và xin trân trọng cảm ơn đồng chí Vũ Xuân Cường. Kính thưa quý vị, tiếp theo là phần trao giải cho các tập thể xuất sắc tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Sau đây chúng tôi xin mời đại diện các tập thể có tên sau sẽ lên sân khấu. Xin mời đại diện Đảng bộ huyện Bảo Thắng. Xin mời đại diện Đảng bộ huyện Bát Sát. Xin mời đại diện Đảng bộ thành phố Lào Cai. Xin mời đại diện Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh. Xin mời đại diện Đảng bộ thị xã Sapa. Xin mời đại diện Đảng bộ huyện Bảo Yên. Và chúng tôi xin mời đại diện Đảng bộ huyện Mường Khương. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vũ Văn Cài, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ lên trao giải tập thể cho các tập thể đơn vị xuất sắc tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Chúng tôi xin mời các tập thể sẽ bước lên phía trước. Xin mời Đảng bộ thị xã Sapa, Đảng bộ huyện Bảo Yên, Đảng bộ huyện Mường Khương. Đây là các tập thể đã đoạt giải khuyến khích cuộc thi. Xin được chúc mừng các tập thể. Xin chúc mừng các tập thể và chúng tôi xin mời đồng chí Vũ Văn Cài sẽ tiếp tục ở lại sân khấu để tiếp tục trao giải cho các tập thể. Ngay sau đây xin mời các tập thể có tên sau sẽ bước lên phía trước. Đảng bộ thành phố Lào Cai. Xin chúc mừng Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh. Kính thưa quý vị, đây là các tập thể đã đạt giải 3 của cuộc thi. Xin chúc mừng. Chúc mừng các tập thể đã đạt giải 3 cuộc thi. Và ngay sau đây chúng tôi xin mời bước lên phía trước đại diện Đảng bộ huyện Bát Sát. Đây là tập thể đã đoạt giải nhì cuộc thi. Xin được chúc mừng tập thể. Xin được chúc mừng. Và ngay sau đây xin mời đại diện tập thể Đảng bộ huyện Bảo Thắng sẽ bước lên phía trước. Kính thưa quý vị, đây là tập thể đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho tập thể Đảng bộ huyện Bảo Thắng. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Vũ Văn Cài và xin chúc mừng các tập thể. Kính thưa quý vị, và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thay mặt cho Thường trực Tỉnh ủy lên phát biểu chỉ đạo và phát động giải thưởng cuộc thi năm 2022. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thưa các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, thưa toàn thể quý vị đại biểu. Tiếp theo, khí thế mừng Đảng, mừng Xuân năm 2022. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, mùng 5 tháng 3 năm 1947, mùng 5 tháng 3 năm 2022. Hôm nay, tỉnh ủy Lào Cai tổ chức trao giải 3 cuộc thi. Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Giải Búa Liềm Vàng lần thứ 6 năm 2021, giải báo chí với công tác tuyên truyền đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí và tiêu cực lần thứ nhất năm 2021.
đồng thời ra mắt 5 tập văn kiện Đảng bộ tỉnh Lào Cai toàn tập khóa 15 từ tập 28 đến tập 32. Thay mặt cho Thường trực Tỉnh ủy, tôi xin trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu và đội ngũ những người làm báo cùng toàn thể các đại biểu lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa các đồng chí, kết quả cuộc thi đã được thể hiện qua clip mà đã gửi tới quý vị đại biểu và các quyết định trao giải vừa qua. Đối với giải Búa Liềm Vàng lần thứ 6 năm 2021 đã có nhiều đổi mới, công tác chỉ đạo sát sao cụ thể nên đã thu hút được nhiều nhóm tác giả, các cá nhân tham gia với nhiều cách làm sáng tạo, trách nhiệm cao, số lượng tác phẩm tham dự nhiều hơn so với giải năm trước, chất lượng các tác phẩm cũng ngày càng được nâng cao, đa dạng về thể loại, phong phú về chủ đề, bám sát các sự kiện, vấn đề của công tác xây dựng Đảng, thể hiện rõ tính phát hiện, đề cập nhiều vấn đề mới, khó, bức thiết đang đặt ra. Đặc biệt, năm 2021, trong các tác phẩm gửi tham dự giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 6 năm 2021, tỉnh Lào Cai đã vinh dự được Trung ương trao giải tập thể cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hai tác phẩm đoạt giải cao, trong đó có một giải A, một giải C và một số tác phẩm đã lọt vào vòng chung khảo. Đối với giải báo chí về công tác tuyên truyền đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí lần thứ nhất năm 2021, lần đầu tiên được tổ chức, song đã có nhiều tác phẩm tham gia có chất lượng, thể hiện sự quan tâm đến công tác tuyên truyền đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Đối với cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ, tỉnh Lào Cai đã thu hút trên 95.000 tài khoản tham gia thi với trên 3,3 triệu lượt thi, trong đó đảng viên tham gia chiếm tỷ lệ gần 73% tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng thời cũng đã thu hút hơn 9.000 tài khoản với hơn 351.000 lượt ngoài tỉnh tham gia dự giải. Tiếp nối 27 tập văn kiện Đảng bộ toàn tập đã được hoàn thành từ nhiệm kỳ trước, năm 2021, tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo xây dựng 5 tập của nhiệm kỳ 2015-2020 với dung lượng gần 7.200 trang. Đây là công trình có giá trị khoa học, ý nghĩa phục vụ quá trình nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn của tỉnh. Thay mặt cho Thường trực Tỉnh ủy, tôi đánh giá cao và biểu dương sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội các cấp, sự tham gia nhiệt tình, hết sức trách nhiệm và hiệu quả của các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân đã góp phần làm nên sự thành công của các giải thưởng cuộc thi, mà quan trọng hơn là đã góp phần tích cực trong xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thưa các đồng chí, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị luôn được Đảng ta quan tâm, lãnh đạo thực hiện. Năm 2022, tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết 16 của tỉnh Đảng bộ, nhất là kết luận 21 của hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, cương quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa với yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn, phạm vi không chỉ trong Đảng mà là cả hệ thống chính trị. Không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà phải chủ động tiến công, xử lý nghiêm vi phạm. Phải kết hợp hài hòa giữa xây và chống, đẩy mạnh đấu tranh phê bình và tự phê bình. Việc triển khai kết luận 21 của Trung ương về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng phải thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, cơ quan báo chí có vai trò quan trọng là cầu nối lan tỏa đợt sinh hoạt chính trị này. Việc xác định đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, việc tìm hiểu giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, từ đó tiếp tục hưởng ứng, tham gia có trách nhiệm, tâm huyết, hiệu quả giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2022, cũng như các cuộc thi trực tuyến do tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, tỉnh và các cơ quan đơn vị địa phương phát động tổ chức. Tôi đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, các cấp ủy, địa phương tổ chức thực hiện tốt các nội dung của giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng lần thứ 7 năm 2022 và giải báo chí với công tác tuyên truyền đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực lần thứ 2 năm 2022 do tỉnh ủy tổ chức. Đồng thời, tích cực hưởng ứng cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Trung ương phát động, trong đó xác định thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm thực hiện tốt nghị quyết Đại hội 13 và các chủ trương của Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai tuyên truyền thường xuyên, phong phú và sinh động về các cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, khuyến khích động viên cán bộ, phóng viên, hội viên, cộng tác viên thuộc cơ quan quản lý tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc thi, đồng thời tạo điều kiện đăng phát các tác phẩm dự thi về công tác xây dựng Đảng trên các loại hình báo chí.
Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ, tạo điều kiện để cơ quan báo chí và người làm báo khai thác các thông tin để viết về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng của các cơ quan địa phương. Đề nghị cơ quan báo chí, đông đảo người làm báo và nhân dân trong tỉnh bằng tình cảm trách nhiệm của mình với đảng, với đất nước và địa phương hãy tích cực tham gia các cuộc thi báo chí về xây dựng đảng năm 2022. Với khí thế và niềm tin, năm mới 2022 cùng với thành tựu to lớn và toàn diện mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc, tỉnh ta đã đạt được trong hành trình 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, tôi tin tưởng việc tổ chức các giải thưởng, các cuộc thi năm 2022 sẽ đạt được nhiều thành công to lớn hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Một lần nữa xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị đại biểu khách quý, xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Vũ Xuân Cường. Kính thưa quý vị, chương trình trao giải Giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng đảng mang tên Búa Liềm Vàng lần thứ 6 năm 2021, giải báo chí với công tác tuyên truyền, đấu tranh, phòng chống tham nhũng lãng phí lần thứ nhất năm 2021, cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai và ra mắt 5 tập văn kiện Đảng bộ tỉnh Lào Cai đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các quý vị đại biểu khách quý. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.